chắc nó ăn á. Này, nó mới cay không? Thì là ăn mì nhưng mà không cay. Mua cho đi ăn cho đẹp vậy. Là nó có bán rồi đi ăn mua về. Có mua về rồi ta? Có. Để tiếp coi. Chụp ảnh đây. Là với mốt đừng coi.
Ăn hết rồi đó. Để cái đầu bô to lại cho đừng có dục nữa. Nhiều lắm mà. To không đó? To không? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.